Thầy Minh Tuệ cũng hay nhắc nhở là mình ăn những cái gì của người dân họ bố thí không phải đơn giản đâu. Yeah. Điều này là đúng là cái lời của thầy Minh Tuệ nói, con nói thì nói chung là người tu thì không nói láo. Yeah. Nên là kể thì mình có kể thì cũng cái chuyện gì biết thì con mới kể cho mọi người, chứ không biết thì con sẽ không kể. Yeah. Là thầy Minh Tuệ là có nhắc nhở là như vậy nè, mình ăn những cái gì mà của người dân bố thí cúng dường á, yeah, nuốt vô không có dễ đâu. Yeah. Nhưng mà ăn rồi á, à mình tu luôn á thì không sao. Yeah. Nếu mình một khi lỡ ăn dù một ngày hay là mình ăn một bữa cũng là ăn rồi. Yeah. Mà mình nói chung là mình sai đấy thì mình chịu, tại chỉ nói như vậy thôi, nói đơn giản thôi chứ không có, nói chung là mình cũng không có tác nghiệp tới mấy cái điều đó. Yeah. Nhưng mà thật ra người ta bố thí cũng dường cho vậy là người ta dùng cả cái tâm của người ta, người ta mang vào trong đó đó. Yeah. Thật đó chứ, mọi người cứ để đi đi, chưa kể có những cô á 80-90 tuổi rồi mà họ đánh lễ, họ quỳ, họ lại, còn người ta khóc như mưa đó, nước mắt của họ là giọt lệ u sầu ở trong á. Yeah. Cái đó nó rơi xuống đất thì mọi người cứ nghĩ nó tan biến, nhưng mà nó sẽ tồn động trong tâm của những người đó. Yeah. Người ta ước nước nguyện ở trong đó rồi mà mình nuốt cái đó vô bụng mình á, mà mình đang chạy đâu khỏi. Yeah. Có nghĩa là thầy Minh Tuệ nói là bây giờ cái việc gì mình làm đó thì mà mình không nhận đó thì cứ chạy trời cũng không khỏi nắng, đó là như vậy. Yeah. Yeah.